À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Tô Tân Quạt Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của nhà Chosokabe. Như các bạn đã biết ở tập trước thì mình cũng đã thực hiện tiếp tục cái 3 mũi tấn công theo 3 hướng, đó là cánh phía Bắc, cánh trung tâm và cánh phía Nam. Và cả ba cánh thì mình đều đã giành được những thắng lợi và đang dần dần coi như là có thể nói là chiếm đóng hết lại lãnh thổ, gần hết lãnh thổ của Nhật, chỉ còn vài cái thành nữa. Cái nhiệm vụ của mình bây giờ chỉ còn là kiểm soát thêm 37 cái thành nữa, tỉnh nữa là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của chiến dịch này. Nói chung thì cái nhiệm vụ đấy chắc giờ nó không còn gì là khó nữa rồi, bởi vì bây giờ quân đội của mình rất là ổn. Ok rồi, cho anh Meske này đi giao giữ mấy cái thành này. Có lẽ mình cho thằng thầy tu sang đây ổn định cái trị an của cái vùng bên này. Vùng bên này dù sao mình mới chiếm đóng được. Rồi, và cái vùng này thì chiếm được một thời gian rồi, cho đi được rồi. Đó, public order, yên tâm anh. Có điều là mình hết mất tiền rồi, chả có cái mẹ gì cả, chả xây được cái gì. Mình thử xem. Đó, cho hai thằng Matsuke với thầy Tu vào phát chỗ này public order dương ngay. Cái quân đoàn này chắc lượt sau thì sẽ đánh vào đấy. Vâng, giải phóng lốt chỗ này nối liền lãnh thổ đây đã, không để có một cái điểm đỏ đây. Còn phía bên này thì nó có cái thành ở đây, những cái thành này thì cũng làm ăn gì đâu. Đây nó có một cái hạm đội à? Tôi chặn đây đây đã, mình cũng chẳng đánh nhau nhiều. Có lẽ mình sẽ qua lượt đấy, bởi vì là cũng không còn nhiều việc để làm nữa. Mấy anh thầy tu đóng ở đây phát là êm ngay. Rồi. Đây rồi, qua lượt đó. Hiện tại bây giờ chỉ còn 3 gia tộc. Cái gia tộc này thì còn một cái thành duy nhất. Gia tộc này thì còn 3 thành. Còn mỗi thằng này thì demo của nó tập trước bị mình xử lý rồi. Không biết là nó để quân tiếp thế nào. Nó còn 8 tỉnh. Rồi, tạm tạm thế. Cái bọn ok. Nó vòng ra đằng sau bốc lốp mình à? Bọn này thông minh vãi trưởng. Đi đây. À, bọn lội loạn nó xui ra ngoài nó đánh mình. Thanh cao này cho nó nhanh, mình xử lý cái bọn bên dưới đã. Thanh đã mất, quân đội bị tàn sát. Được, đôi khi có chút bất ngờ càng thú vị thôi. Đôi khi có một chút xíu bất ngờ lại càng thêm phần thú vị. Rồi, thành chỗ này à? Tình hình có vẻ vui nhỉ. Thằng lá sắt à? Mày cứ chết à? Nhưng vấn đề là nó mà cứ đánh liên tục là mình cũng to. Chỗ này mình không có quân, mình không tính những cái đoạn nó ở đây nó chui ra nhỉ. Bọn này biết chạy kiểu móc lốp à? Cũng được đấy, có chi phí rồi. Đâu rồi, quân đoàn đây rồi. Đoạn chiến hai cánh quân, giải quyết nhanh bọn này, giải quyết nhanh bọn này để xuống. Ô, tỉnh này chưa mộ được cả bọn
Heroes cơ. Cứ để đấy hết. Căn bản của mình không dùng. Giờ này chả còn thời gian để mà nghiên cứu dùng như cái này nữa. Mẹ nó đi vào hướng nào nhỉ? À. Rồi. Sang cái tỉnh này. Thế nó mới giỏi chứ nhỉ? Nó tấn công được cả mình. Em. Có một chút xíu bất ngờ thú vị. Móc lốp mình. Có chi phí chiếm luôn thầy này. Ai. Không ngờ nó lại có cái đoạn nó đi qua cái đường ven biển như này. À, ven rừng như này. Bọn này rất là thông minh. Nó đi đường rừng. Nó biết cách đi đường rừng. Thôi được, không sao cả. Con đoàn này đâu rồi? Căng nhỉ? Giờ... nó cũng chỉ có thể đi lên đây thôi. Cho quân đoàn này lên đây thôi. Metsuke. Tại sao mình không dùng Metsuke nhỉ? Từ. Có một cái việc để làm rồi. Đầu công trình nào vừa mới xây. Đây, từ. Tại sao không mua chuộc được nhỉ? Ít tiền quá à. Xem công trình nào đang xây bỏ nhỉ. Rồi. Cái đi dán. Bọn nó bọn gì mà không mua đâu. Tono, Kōhomu ni gozarimasu ka? Sessha ga okite da. Hay nhỉ? Lý do nhỉ? Chưa rõ lý do. Thôi nào, kệ, qua lượt đó. À, quân đoàn này là Daimo nó đi, nhưng không thể mua chuộc được. Daimo của nó. Kia, nó cho quân xuống kìa. À, định vòng qua đằng sau à? Hỗn loạn dâng cao ở đâu ấy? Hỗn loạn dâng cao ở đây à? Êm ngay. Bọn tào lao chết.
Nói chung ở đây thì mình không sợ lắm. À, cái đoàn này đóng vào đây phát đã. Đứng đây, đi vào kia chiếc Z. Khử thằng nó luôn. Ôi, Metsuke của mình cấp. Bắt giữ đi. Ui, thằng này 6 sao rồi. Ơ, nó lên thành Metsuke gì này? Thần à? Và một thêm quân đến. Nó chưa đi đánh được. À, quân đoàn nó chạy một mạch xuống đây được mà. Mày thảo nào nó đi móc lốp mình kìa. Nó có quân tiếp viện. Trận này phải đánh quân tiếp viện nó trước. Dám móc lốp anh. Được cái là mình có các cái lực lượng có thể yểm trợ lẫn nhau rất là kịp thời trong trường hợp bị móc lốp. Nên là cũng không đáng ngại lắm. Các quân đoàn có thể hỗ trợ nhau được. Ngay khi nó chiếm cái thành của mình một lượt thì mình đã phản kích lại ngay. Còn nó chỉ làm chậm một chút xíu xíu thời gian của mình lại thôi, chứ không thể gây khó khăn thêm được nhiều được. Vâng, trời này đẹp rồi. Nó vừa chiếm được cái thành. Quân tiếp viện nó vào đâu nhỉ? Mình chưa biết quân tiếp viện nó vào từ đâu. Trong thành của nó thì gần như là không có quân. Nói chung là một chiến thắng quá dễ dàng khi tấn công vào thành. Được rồi. Cứ giảm những quân đó. Bộ binh nó muốn vào đâu thì vào. Có thể là mình chiếm thành của nó luôn trong đầu trước khi quân tiếp viện của nó kịp đến. Dạ. Hình như mình không nhầm thì trong thành của nó không có cung phục. Đúng rồi, thành của nó không có cung thủ. Đúng rồi. Ok ok ok. Nó vào từ ngay sau lưng mình kìa. Tuyệt thế nhỉ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đội công thủ đó đến lại. Đứng lên đây. Nó chán đời rồi. Nó vào từ sau lưng mình thôi. Con mày ơi, nó mới bắn chết được con mình. Các bọn cung thủ bắn nó được rồi. Rồi, nó cần kiếm rồi. Ra đội hình ra.
lùi lại xíu. Đừng ra đâu. Từ từ đừng ra. Đừng ra. Our general is in grave danger, my lord. Bộ cung tên. Rồi. Oh, phá phần được rồi, đã rồi đây. Katana Samurai. Ok, thằng khỉ đây. Katana Samurai, đánh đây. Tràn lên, tràn lên, tràn lên. Thôi, báo thủ quay lại đây. Cung tên nữa, quay lại đây. Vụ này để kỵ binh giải quyết nốt. Vào từ sau lưng mình, máu. Katana Samurai lâu lắm rồi mới có trận đánh. Rồi. Phần còn lại để hin ra. Phần còn lại để hin ra giải quyết. Giết sạch không còn thằng nào. Chạy à? Chạy lên quận. Phá cái này cho anh. Rồi, phá nốt cái này. À thôi, cho mấy thằng cung tên nghỉ. Trận này cho Lin ra đánh nhau tí, anh em thích xem những trận cận chiến. Dùng nguyên cung tên quá nhiều anh em bảo là không được xem những trận cận chiến. Trận này để Lin ra thể hiện tí. Ra trận này cũng không lém được đạn nữa. Đánh cận chiến thôi. Rồi coi.
có nghỉ. Tất cả đơn vị tầm xa đều nghỉ hết. Stop lại. Sure. Rồi. Ái chà. Ui bay đầu, múa rồi. Úi giời, xông vào. Hai đội còn lại đâu? À, nó còn một đội nữa mà. Đâu rồi? À, cũng xông vào lốt rồi. Divi Battle. Khá thú vị nhỉ. Yeah. Có một xíu xíu gọi là Insigen. Vâng. Gọi là gì nhỉ? Một cái sự kiện này. Vâng. Chết bầm luôn. Vâng. Một cái Insigen. Một cái sự kiện. Lại có tiền rồi, mình thằng Nesuke này nó mặc cái áo khác à, cảnh sát luôn này. Nó ăn mặc đúng kiểu cảnh sát luôn này, nó lên thần rồi. Nesuke mình lên thần nữa mà. À, vùng này để chiêu mộ. Cái này tăng vào áo giáp rồi đúng không? Cho tiếp vào áo giáp nữa, cho nó giáp thần luôn. Tuyển quân ở đây luôn được. Rồi. Đẹp trai ngay. Xây cái chùa lên nữa. Rồi. Cái gì đây? Tình hình chỗ này chúng nó làm gì đây? Quay mình à? Để biết lượng sức chứ. À. Thật là không biết lượng sức. Tono no tame naraba ikari ha. Minano mono shukko yoi. Ho agero. À. Tono gomeire o. Ho agero. Hop tono. Hình như là ở phía trên này nó có cho quân đoàn nào nó vòng ra sau lưng mình nhỉ? À đây rồi. Hạm đội này nó vòng sau lưng mình để móc lốp à? Kìa, chạy đâu rồi? Chạy đâu rồi? Chạy đâu nhỉ? À, đây à? À, mấy cái thuyền buôn vớ vẩn. Rồi, cứ mua thêm mấy cái thuyền nữa, chắc. Nó đi qua chỗ nào mình khịt luôn chỗ đấy. Mình là người có điều kiện mà, cứ mua vài thuyền để đấy, có sao đâu. Rồi. Một chút bất ngờ là nhỏ nhỏ. Rồi. Quá lốt cái cảng này của nó lại. Khỏi làm loạn. Tono. Ô mệnh lệnh. Ô sẽ nó tối. Tono. Hồ cá ni nani ka. Thì thật đất của nó. Đơn so với đánh được rồi. でしょうか。対応を進めております。ông tướng này đang đây.
Rồi. Mọi việc lại êm xuôi ngay. Ủa rồi. Tất cả cái giải chỗ này thì nó chỉ có hai lối này, đi sang này, cái lối này. Xong rồi. Tuần sau thằng này đánh lên đây. Thằng này đánh đây. Là mình sẽ... năm mươi lăm thành rồi, còn thiếu có năm thành nữa thôi. Thôi lại qua lượt vậy, hết tiền rồi. Mấy cái hạm đội cùi của nó kia chạy loạn xạ, sẽ làm được cái gì đâu. Mesuke à, ok ok, ba quân đi đánh nhau tiếp à. Ok, nó cho thuyền ra kìa. Quái quỷ nhà nó đâu nhỉ? Lòng vòng lại ra đây chết như mình. Nhưng mà nó toàn thuyền cùi thôi, nó đâu có mua được thuyền xịn. Hết trời rét rồi. Nhìn ra đâu. Đây chỉ là cuộc phản kích cuối cùng của chúng nó thôi. Chả làm được gì nhiều hơn nữa đâu mà. Một người một ngựa. Mua mấy thằng để dành cho chắc cờ. Hai, Tono sama. Okure nashi ni. Cho thằng Linh ra đi, khử luôn thằng này xem. Kanarazu ya. Mày. Ô, đây. Ô. Bọn này nó rảnh rỗi nhỉ. Cho một đơn vị quân đi đánh nhau. Chia cái đơn vị quân trong này ra một nửa. Nói. Mấy cái thằng quân vừa vẩn, cứ thích làm loạn. Sang đây luôn. Quân đoàn này à... Bắc này thì đây là cái vùng núi rồi. Thằng này đánh trên đây là tịt đường chúng nó rồi. Mình còn một cái quân đoàn đây nữa mà nhỉ? Đâu nhỉ? Một quân đoàn đến là tiếp viện đến mà. Mấy ông này chạy chắc là mít mùa tới nơi mất. Nó có thuyền này. Tono,
Chết, phong tỏa luôn. Có một chút bất ngờ nhưng cũng không làm nên được nhiều điều. Đây là một cái dãy núi. Chiếm được cái thành này nữa là ok. Chỉ còn một eo eo nhỏ đất chỗ này. Nó không làm được gì nhiều nữa rồi. Làm thành nữa. Cuộc viễn chinh nước Nhật này. Master. À, Mesuke của mình lên thần mà. Ôi, tôi chết rồi. Giết mất thằng ninja mình. Ninja đấy, ninja củi. À. Cái đảo này vẫn có vẻ làm loạn được nhỉ. Nó đưa thuyền quân đi đâu đây? Nó định đưa thuyền đi đâu nhỉ? Haha, xa ga matteru zo. Sa a susume. Haikaku, monodomu. Cho nó dòng thuyền ra đây. Ha ha. Tono, gô mê đê yô. Mina, tsugi ni sonae yô. Mina, fune o dase. ご用ですか。もうご命令はございませんか。 Tuần sau mới tới à? Mấy cái thằng quân củi cứ thích đi lợn vẩn ra đường. Rồi ơi, trung thành có hai vạch, em thua các anh. Rồi, tuần sau đánh cả thể. Hết quần à? Ái chà. Hop, Tono. Xa ga matteru zo. Mina no mono, shukkou yoi. Mày. Cho quân đi ra đây dọa mình. Xa ga matteru zo. Taikyaku. Mono domo taikyaku da. Tono, gomeireyo.
còn đâu nữa nào. Hết chưa? À đây. Ra là nó chui ở cái cả này ra. Vậy nốt cái cả này lại hết. Tono, nan nari to omoushitsuke o. Tono, oka ni nani ka. Tono, go meirei o. Ouse no tori. Oh, chỗ này là đường cụt rồi. Hai, uesama. Chỗ này thành cảng của mình rồi. Hai, uesama. Thành cảng của mình rồi. Đây. Luân chuyển cán bộ đó chứ. Tono, ikani mo. Tono, ikani. Tono, ikani. Êm ngay. Koko wa ga ya toshite misemashou. Itsu demo tatakaemasu zo. Luân chuyển cán bộ cái là êm ngay. Haha. Tono, go meirei o. Gyōi. Tono. À, lối đi bên dưới này. Đây, đánh chiếm thành này là xong. Tono no meizuru mama ni. Tono e no chūsei wa chikaimasu. Ổn rồi. Mọi thứ diễn ra rất là đúng kế hoạch. ご用ですか。仰せのままに。ご用ですか。 4 thành nữa. 1 2 お使いします。 3. Và đâu nữa là 4 à? Đây à? À, lại chạy xuống dưới. Vòng. Vòng qua đất mình. Send multiple trade ships to a trade post for an increased share of the goods. Cộng 2 tấn công vận chuyển cho toàn đơn vị. 2 phòng thủ vận chuyển. Tấn công cho nó rực rỡ. À, nghiên cứu xong cái này rồi. Đường chủ tháp canh triều đình. Toàn hoạt động cho nhà sư. Học cái này đi. Sư ở đây giảng đạo đi. Thằng ninja này đi thăm dò chỗ này xem nào. Coi như sao. Coi như sao. Gì đấy? Mấy thằng này thì không kịp chiến thành. Hmph.
À, hết quần à? Đâu nhỉ? Nó cho mấy cái thuyền đi xuống dưới này mà. À đây 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 đây. Đây rồi. Phong tỏa cảng biển này của nó lại. Tono, ngô mệnh lệnh. Iksa ga matteru zo. Ồ. Còn mỗi mình như thằng này thôi. Mọi chuyện đã có vẻ an bài. Sao nào? Câu tỏ. Hai, Ue-sama. Ha ha, Tono, mada susumemasu. Minano mono, shukkou ja! Bōken to eikou e mukete. Con thuyền này bị ngớ ngẩn này. Teki o uchinomesu no ja! Otsukai shimasu. Đây kiểu nó quay thuyền kia chết cả quân đoàn của mình. À đây 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 đây. Đây rồi, cá mập bây giờ. Anh chở chú nãy giờ. Ý phỏng vẹo. Nó lại chạy đâu rồi? Tono, itsu demo tatakaimasu zo. Oyobi de shou ka? Đó, phải chỉ đi ra rồi, đi chính xác rồi. Nan nari to omoushitsuke. Ô shi, ờ. Tono, sore dake de gozaimashou ka? Tsugi naru go meirei o. Diệp luôn. Ô, hết lượt. Oyobi de shou ka? Ose no to. Tono. Tono. Có một Norachi. Ôi trời. Tono. Tono. Ai? Chắc đại mô nó đây. Chẳng biết giờ có cần phải nâng cấp gì nữa không được. Bây giờ thì chả cần thiết phải xây cái gì nữa. Rồi, qua lượt đã. Gì đấy? Nó định bắt Linh Gia về nhỉ? Ô, nó bắt được cái dợ. Bọn này còn chút tàn hơi cuối cùng mà chúng nó dãy chết ác nhỉ. Otsukaishimasu. Còn chút tàn hơi cuối cùng mà nó dãy chết kinh quá. Ô
換します。はは。Còn chút tàn hơi nên nó lấy kinh quá. Đâu à? Chừng nào có một cái đơn vị quân nó đang kéo đến đây à? いつでも戦いますぞ。Anh tính cả rồi. Chiếm thành của anh không dễ đâu. Mà có chiếm được thì lượt sau anh lại cho mày chết. Rồi.Phương Nam. Thay này của nó đang bị nổi loạn. Chỗ này chưa mộ cung thủ à?Thôi xong rồi, thằng này của nó xong rồi. Chỗ này là eo biển cuối cùng rồi. Đạo này cho di chuyển theo thằng này để tiếp viện.Kỳ cục là mình chưa thể phát triển một xíu nào vào cái nhánh kiếm này. Đánh giáo kiếm nữa.Kinh thật, ám sát chết thằng đi ra thần của mình giỏi. Nan nari to moushitsuke o sumiyaka no shi o. Giờ thì cũng không cần nữa rồi. Đến đi, còn một thành nữa. Còn một thành nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. À, cho nó chiếm. Cộng một cho tất cả nơi chiêu mộ. Ồ, thằng này. Ôi trời ơi, toàn kỵ binh à. Thôi phải đánh một trận cho nó vui ạ. Mất công trèo lên cái đảo này. Quốc đảo.
sương mù. Xứ sở hoa anh đào, xứ sở sương mù. Chết mất ít quân do trời thời tiết xấu. Hai đội pháo này đủ ăn, sợ gì. Đâu? Đứng trong thành à? À, có một đội cung tên nữa chứ nhỉ? Thời tiết này mà bắn pháo hoa thì đẹp lắm này. Thằng này nó mang quân nó đi trên biển, chợt này mất thành chết luôn rồi này. Diệt xác thằng này thì chỉ còn mỗi duy nhất thằng Đa Tê này. Các bác có thể thấy rằng là khi mình chuẩn ban đầu mình đánh rất là chậm rãi, nhưng đến khi mình tốc chiến tốc thắng thì mình có thể chiếm lĩnh một cái số lượng thành cực nhanh, cái số lượng cực nhanh đúng không ạ? Số lượng lớn với tốc độ cực nhanh. Mình chỉ mất có khoảng tầm 20 lượt là mình đã có thể chiếm được gần như toàn bộ số thành nhiệm vụ yêu cầu rồi. Thông thường thì khi mà mình bắt đầu tốc chiến tốc thắng thì mình đánh khoảng tầm 3-4 thành một lượt. Và chiếm được 3-4 thành một lượt thế này. Trời ơi. Sáp bay ầm ĩ lên rồi. À bắn vào đây tiếp này. Quá bao samurai dạo vừa đó. Lại bay à, lại bay rồi. Lại bay rồi. Úi dồi. Đội phá phản lực thôi. Xong. Cung tên nó. Tiến vào đây.
mấy phá phận được rồi, ra đây đứng nha. À, cái binh chạy dưới để móc lốp anh à? À, cho cái binh mình có việc thì. Đốn ninja của mình cơ. Đốn ninja của mình cơ. Mày. Chả mấy khi cái binh của anh có việc. Nát nhà nó ra trời. Chết rồi, bọn này. Một thằng đùa nhau thế nào. Đi ra rồi, chào đấy. Lá vàng đang rơi. Có mỗi cái chuồng heo cháy tan tành. Dừng tay. The Army on Mars. Danh hiệu gì nhỉ?
Rồi. Một chiến thắng nhẹ nhàng và êm ái. Sửa mấy cái thuyền này. Đây à? Chiếm thành này của anh à? Đây rồi, anh chuẩn bị sẵn lực lượng đây rồi. À, rất nhiều súng ống nhá. Xong rồi, à đội này có 3 linh gia. 3 linh gia, 3 thằng cầm giáo. Không nghĩa là thiếu mất mấy đơn vị quân. Từ đó, hình như đây là trận chiến cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn đây nữa chứ. Ai chứ? Ám sát tướng rồi nhỉ? Bọn này lá nhờ. Ám sát tướng của mình rồi. Là phải cho Trinh Di đại tướng quân này lên rồi. Lão thật. お命じください. Sao nó nhiều này? Cũng phải để dành trận chiến thú vị một tí ở dưới này nhỉ. Một chiến thắng quá dễ dàng thì không phải là hay. Tất cả các cảng biển của nó thì bị phong tỏa. Đánh nhau vào đâu? Tadachi. Touchaku shimashita zo. Dozo gomeirei o. Kore de oshimai ni gozaimasu. Êm du luôn. Thầy này chắc êm rồi. Luân chuyển bớt mấy thằng này sang đây. Đã áp sát chiến trường. Đây nữa. Gia tộc của mình nè. Thằng con trai là thằng nào nhỉ? Thằng này à? Con trai. Được, được cái thằng con trai này rất là... Không dám đánh thành nào. Đánh cũng được. Nó không có nhiều cung tên. Thực ra mình đánh thành này xong phát là xong nhiệm vụ game rồi này.
Trinh Di Đại Tướng Quân đã làm trong tay ta. Lại một cái thành ở cái giữa cái hồ à. Dám tấn công mình. Chiếm thành của anh đâu dễ tính cả rồi. Anh luôn có lực lượng lực lượng bọc lót mà. Chà, quân đông nhỉ. Đông thì cũng chết thôi. Sao cái đội cung này cái thằng cầm cơ lại là cái thằng nông dân thế này nhỉ? Chưa đủ tầm bắn. Bắn vào đây. Ôi, phát nữa nè. Úi dồi. Phá hoa bay ấm ý. Chỗ nào chưa phá nữa. Có anh mô mịt. Ta nát tường thành. Chúng ta cứ bắn vào tường thành này là cái bọn đứng trên thành cũng chết. Chúng ta cứ bắn trực tiếp vào quân. Đó. Chúng ta cứ bay lên như chim. Cung thổ tiến lên tiêu diệt từng đội một vào. Mm-hmm.
xong. Còn lượng cung tên này nữa. Chưa chịu chết luôn à? À. Bắn mình. Có gì chạy qua đúng đường đường tên của nó à? Nice. Đây rồi. My lord, a glorious victory will soon be yours. Tan thành xa pháo luôn. Nó vẫn còn các đội cung thủ kìa. Úi giời ơi, vào tầm bắn vào súng nó rồi. One of our units has used all its ammunition, my lord. Cũng mạnh đấy. Rồi, chúng nó coi như là chính thức này đã hết. Hết các đơn vị tầm xa rồi. Mấy anh thầy tôi thì sâu trai tí nhưng mà bắn mới rất là có chất lượng.
tầm bắn bao quát hết thành nó cả. Thế thì nó tẻo rồi. Cháy hết nhà cửa nữa. Trận nào đánh cũng tan tành xác pháo này. Our general is in grave danger, my lord. Hả? Hay là dẹp để cho mấy thằng bộ binh nó đánh nhau có tí việc chứ nhỉ? Thương vong một tí nhưng mà nhìn nó còn đẹp mắt chứ. Cho cung tên bắn suốt cái này thì... Nào, nào thì cho bộ binh vào tiếp quản. Nhìn ra chào tưởng. Không chiến công thuộc về cung tên hết. Bọn đi ra rồi. Tấn công đại chiến thôi. Lại ném lựu đạn rồi. Nó không đến kìa. Thôi mà bỏ bọn cung thì thôi mà. Rồi. Ai chà, vật cả linh ra ra kìa. Mày vật. Ồ, thế nào hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Also, Kame Victory, Profession VV, được ba cái danh hiệu liền. Our enemies are scattered. Their cities burned. All who opposed us are crushed. Their dead are silent. Gì đây? We Choso Kame are triumphant. Một bức ảnh đẹp. From the northern mountains to the depths of the southern seas, we rule. I rule. The true master of Japan has been revealed. All men bow to me, the mighty Shogun. Our clan's greatness will be remembered. Its glory, its power. A legacy to last 10,000 years. Oh. Sao lại có tiếng cảnh sát đấy? À. Được tạc tượng cho đến tận muôn đời sau cơ mà, đến tận thời kỳ nước Nhật hiện đại cơ mà. À, hiểu rồi. Hoàn thành chiến dịch rồi. Còn 1, 2, 3, 4, 5. Rồi.
Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Và về mặt lý thuyết thì coi như mình cũng đã hoàn thành cái chiến dịch này rồi. Vâng. Đã hoàn thành nhiệm vụ và mình vẫn còn mới có 1589, có nghĩa là còn những 11 năm nữa mới kết thúc. Vâng. Nhưng mà mình đã hoàn thành trước hơn 40 lượt. Có thể là tập sau mình sẽ thực hiện đốt cái trận chiến cuối cùng với cái thằng Date để cho nó tô một màu theo cái cách của các bạn gọi là tô màu bản đồ ấy. Mình cũng muốn một trận đánh sống mái với nó vì nó đây có đạo quân thì nó đang kéo xuống đây. Nhìn trông rất là đẹp trai. Trông rất đẹp trai và khoai cũng rất to. Tướng này chạy không tới à? Đẹp trai và khoai to. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Còn nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn có thể like và chia sẻ với bạn bè để cùng theo dõi. Và mình có một cái trang donate thì mình để ở bên ngay dưới các cái video này. Nếu các bạn có thể ủng hộ mình để có thể phát triển kênh của mình nói riêng và dòng Totanwa Việt Nam nói chung thì có thể ủng hộ mình xíu xíu cái gì đó thẻ cào hoặc cái gì đó vào tài khoản cho mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.